Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với uh, với ngày hôm nay. Uh, thời điểm hiện tại là thời điểm cuối tháng 10 và thị trường thực sự đang uh, tương đối là khởi sắc khi mà những cái thông tin liên quan đến ETF uh, Bitcoin Spot uh, đã được gọi là làm náo loạn thị trường trong mấy ngày qua, đúng không ạ? Và với cái sự FOMO như vậy thì đến cả những cái kênh uh, truyền thông hàng đầu ở Việt Nam như VTV Money cũng nó phải đăng những cái bài đăng liên quan đến Bitcoin là Bitcoin sắp trở lại thời hoàng kim, liệu đây có phải là tín hiệu cho một cái sự điều chỉnh hay không? Vì cứ khi nào mình thấy VTV Money mà đăng lên đăng bài liên quan đến Bitcoin hoặc giá của Bitcoin thì y như rằng là thị trường đang chuẩn bị vào cái sự điều chỉnh. À, nói đùa như vậy thôi. Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô cũng như những cái xu hướng của Bitcoin mà các bạn sẽ cần chú ý trong thời gian sắp tới nhé. Trước khi đi vào nội dung chính của với ngày hôm nay thì hiện tại mình đang có một cái chương trình giveaway chia sẻ lợi nhuận trading ở trên nhóm Telegram chơi vàng và dầu. Nếu như mà các bạn muốn tham gia cái chương trình này, các bạn hãy click vào cái đường link của nhóm Telegram vàng dầu và làm theo hướng dẫn ở trên nhóm. Chỉ còn một ngày nữa thôi là chương trình này sẽ kết thúc được không ạ? À, quay trở lại với cả nội dung chính của với ngày hôm nay thì cái thời gian vừa qua chúng ta cũng uh... Uh, hướng cái sự chú ý của chúng ta đến thị trường crypto cũng tương đối nhiều khi mà giá của bitcoin đã bứt phá lên một cách rất là mạnh mẽ đúng không ạ uh, tuy nhiên thì những cái thị trường tài chính khác thì không được đẹp như vậy uh, ví dụ như là thị trường uh, chứng khoán mỹ chẳng hạn thì có thể thấy là trái ngược với cả crypto thì chứng khoán mỹ đang khả năng đang uh, tương đối ảm đạm và nếu mà chúng ta check ở trên us market ấy, thì có thể nhận thấy là cái chỉ số hàng đầu như là nasdaq hay là S&P 500 đều đang giảm rất là mạnh À, cụ thể thì với chỉ số Nasdaq thì trong 24 giờ qua thì nó đã giảm khoảng 2,43% chỉ số S&P 500 thì giảm 1,43% à, đối với cả những nhà đầu tư crypto như chúng ta thì nghe qua những con số này thì cảm giác là nó cũng nhỏ đúng không ạ tuy nhiên thì với một cái thị trường mà có vốn hóa lớn như thị trường chứng khoán Mỹ thì cái việc giảm giá 2,5% một ngày là rất là nhiều các bạn phải biết là à, cái chỉ số giao động tăng trưởng và giảm giá trong thị trường chứng khoán Mỹ một năm nó chỉ rơi vào từ 8 đến 10% thôi thế là cái việc mà dao động 2 đến 3% trong một ngày là một con số thực sự là rất lớn chứ không hề nhỏ chút nào. Thì cái lý do cho cái sự giảm giá này của chứng khoán Mỹ theo như mình tìm hiểu được ấy, là do một phần đến từ cái những cái đợt tăng lãi suất vừa rồi của Fed để mà kiểm chế lạm phát. Và những cái lo lắng này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự suy thoái tài chính trong ngắn hạn của Mỹ và làm cho chính phủ là bắt buộc buộc phải chi tiêu và từ đó thì khiến cho cái lợi suất kho bạc sẽ có cái xu hướng là tăng mạnh trở lại và một cái yếu tố nữa theo mình cũng góp phần không nhỏ cho cái đợt giảm điểm này của chứng khoán mỹ đó chính là những cái diễn biến chính trị ở trung đông cũng đang ngày càng trở nên khó đoán và giá dầu thì cũng bị ảnh hưởng và điều này cũng sẽ tác động đến những cái tung tin lớn tại mỹ và kết quả như chúng ta có thể thấy đó là cả thị trường đang giảm rất là mạnh và theo nhận định của mình ý, thì với cái tình hình chưa thực sự là khả quan của kinh tế vĩ mô nhất là chúng ta đang đến rất là gần những cái ngày mà fed có thể đưa ra những quyết định liên quan đến lãi suất thì cái viễn cảnh tăng lãi suất tiếp theo mình cho rằng là có thể là chúng ta có thể cảm nhận được tuy nhiên thì với việc chứng khoán mỹ giảm thì chắc chắn là các nhà đầu tư họ sẽ e ngại hơn cho cái việc là xuống tiền đầu tư với những cái thị trường tài chính truyền thống và có thể họ sẽ tìm đến những cái mảng đầu tư ví dụ như là vàng hoặc là bitcoin chẳng hạn thì với cái việc là giá trong thời gian gần đây có cái sự tăng trưởng thực sự là đôi khi là vượt quá kỳ vọng của rất là nhiều nhiều người và chúng ta sẽ review lại cái khung tuần xem là cái diễn biến như bây giờ nó là như thế nào thì, thì nếu như ở trong khung thời gian nhỏ không có cái sự điều chỉnh giảm nào ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái cây nến tuần xanh. À, và với việc cây nến tuần đóng màu xanh với cái thân nến lớn như thế này thì chúng ta cũng uh, có quyền hy vọng về cái việc là từ giờ đến cuối năm thị trường cũng sẽ tương đối là tốt. Tuy nhiên ấy, thì mình cũng uh, mình cũng đang để ý đến một số những cái thông số quan trọng. Uh, uh, thứ nhất uh, đó chính là nếu mà chúng ta xét dưới góc độ phân tích thuật ấy khi mà các bạn kẻ cái đường Fibonacci ra thì hiện tại chúng ta đang ở cái vùng cản gần nhất là vùng Fibo 0.382 là 36.000, phi bố tiếp theo là 0.5 ở à, khoảng 72.000. Thế nên nếu như mà trong cái trường hợp đẹp giữa tháng 11 à, thị trường tiếp tục bullish thì khả năng cao chúng ta sẽ tiền đến, đến cái vùng 42.000 mình cho rằng là một cái target khá là hợp lý nếu mà trong trường hợp à, Bitcoin phá qua được cái vùng key level là vùng 35.000. Trong trường hợp mà giá đi sideway ở cái vùng 35 và 36.000 tương đối lâu và không thể nào tìm ra được một cái động lực đẩy lên thì mình cho rằng có thể sẽ giảm về cái khu vực từ 31 đến uh, 32, trước mắt là như vậy. Để các bạn có thể nhìn uh, rõ ràng hơn ấy, thì mình sẽ chuyển xuống uh, khung ngày. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng giá khoảng 35.000 đô đang là một cái vùng giá tương đối khó chịu khi mà giá của Bitcoin đã có rất nhiều ngày rút dâu. À, các bạn để ý là trong 3 ngày gần đây thì khi mà giá tăng sau cái giai đoạn tăng từ 35.000 đô ấy thì cái volume hiện tại là đang có xu hướng là giảm. Điều này chứng tỏ rằng là những cái áp lực mua bán ở uh, cái vùng giá 35.000 đô đang khá là cao. Do đó thì cái việc mà giá tăng volume không tăng theo cho thấy là cái lực tăng nó bắt đầu nó suy yếu rồi. Và qua những cái yếu tố trên thì mặc dù hiện tại chúng ta đang tương đối là hưng phấn thì thị trường đang khá là FOMO nhưng mà các bạn cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan. Đó chính là khả năng cao là thị trường sẽ có thể là điều chỉnh bất cứ lúc nào nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta không thể bứt phá ngay qua được cái vùng 35 và 36 ngàn đô. Và trong ngày hôm nay ấy, mình đang thấy rằng là khi mà Bitcoin trứng lại thì một số các an coi bắt đầu pump ạ an coi vốn hóa nhỏ bắt đầu pump thì khi mà bitcoin trứng và các an coi vốn hóa nhỏ bắt đầu pump ấy, thì đó nó cũng không phải là một cái nó là dấu hiệu vừa tốt mà lại vừa không tốt à, tốt ở đây có nghĩa là chúng ta có cơ hội lướt an coi có những cái lợi nhuận nhưng mà không tốt ở đây có nghĩa là cái dòng vốn nó bắt đầu chuyển dịch sang an coi và khi mà cái dòng vốn chuyển từ bit sang an thì khi mà an pump xong kết thúc thì nó sẽ thường là sẽ có cái sự điều chỉnh lớn Thế nên là các bạn phải quan sát kỹ vùng giá 35 và 36 ngàn nếu như mà thị trường mà sideways quanh cái vùng này trong khoảng gần một tuần hoặc là hai tuần ấy thì nếu mà các bạn đánh swing trading Bitcoin ấy, các bạn nên cân nhắc là chốt ở cái vùng giá 34 và 35 Để chúng ta chờ đợi bắt ở cái vùng giá thấp hơn vì khả năng cao là nó sẽ có cái sự điều chỉnh bởi vì nếu mà bit mà lên ấy, thì thường nó sẽ theo theo mình thấy nó sẽ lên ngay. Còn nếu bạn nếu mà nó lên 40 42 ngàn ấy thường là nó sẽ chỉ chững một thời gian ngắn sau đó nó sẽ lên ngay, nó sẽ chững tầm 1 2 ngày sau nó lên chứ nó không phải là nó chững tầm một hai tuần xong bắt đầu nó mới lên đó, thế nên là cái này là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý quan sát trong thời gian tới để đưa ra cái quyết định và xem là đầu tư như thế nào. Trước mắt là mình nghĩ là thị trường sẽ tích lũy trong một cho tới 2 ngày tới và chúng ta sẽ cần phải xem xét xem là cái cây nến đóng ở khung tuần trên trên khung tuần nó là như thế nào, chúng ta có thể nhận định được tiếp. Và có một cái điều mà mình cũng muốn lưu ý các bạn, đó là hiện tại cái nhịp tăng này của thị trường nó chủ yếu đến từ cái sự FOMO của cái tin tức liên quan đến Bitcoin ETF Spot đúng không ạ? Và chúng ta nên nhớ là phải đến đầu năm sau khoảng tháng sớm nhất hình như là tháng 1 nó sẽ có những cái quỹ bắt đầu được nhận trả lời từ SEC nhưng mà quỹ của BlackRock thì phải đến tận tháng 3 năm 2024 cơ, từ giờ đến đó còn khoảng 4 5 đến 6 tháng nó cũng là một khoảng thời gian tương đối dài thì nên là thị trường hoàn toàn có thể có những cái sự biến động trong cái giai đoạn đó thế nên là các bạn chưa nên quá fomo trong giai đoạn này à, nói đến đây thì chắc là nhiều bạn sẽ hỏi mình là ok thế thì liệu giá bitcoin giảm một lần nữa đúng không ạ thì chúng ta có thể mua vào hay không à, câu này là câu mà mình thấy là ở trong livestream nhiều bạn hỏi đúng không ạ giá như thế này giá như thế này em có nên mua vào không thì với cái tình hình thông tin liên quan đến etf của bitcoin Spot nó vẫn chưa có những cái quyết định chính thức À, thì mình nghĩ rằng là trong vài tháng tới Bitcoin có một cái nhịp giảm là điều hoàn toàn khả thi à, Nhất là khi chúng ta có thể thấy là ngoài cái thông tin liên quan đến Bitcoin ETF Thì cái thông tin liên quan đến Bitcoin halving vào tháng 4 năm 2024 Nó cũng uh, diễn ra trong tầm khoảng 6 tháng nữa Và trong cái khoảng thời gian đó thì có thể là xảy ra những cái biến động bất ngờ Còn để mà chúng ta tìm những cái vùng giá tốt Và có cái khả năng Bitcoin quay trở lại đến những cái vùng giá này ấy, Thì chúng ta nên dựa theo nguồn cung Bitcoin của từng vùng giá À, để biết được là vùng giá nào tốt ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái biểu đồ uh, của rút liên quan đến phần trăm nguồn cung Bitcoin được phân phối ở những cái vùng giá và trên biểu đồ thì chúng ta có thể thấy rằng là 24% tổng nguồn cung của Bitcoin hiện tại đang tập trung ở vùng giá khoảng từ 26 đến 30 ngàn và trong các video phân tích từ trước của mình ấy, thì uh, các bạn đều nhớ là hình như là tầm 75 đến 80% nguồn cung Bitcoin đang được nắm giữ bởi các cá voi và long term order đúng không ạ do đó thì cái vùng giá từ 26 đến 30 ngàn đô ấy, đang là vùng giá mà các cá voi họ thu mua Uh, mạnh nhất sau đó thì đến những cái vùng giá đáy của 2022 là 16.400 và 2018 là 4.000 đô là cũng là vùng đáy của chu kỳ 2017 2018 đúng không ạ? Đây theo mình cũng là một những cái, cái vùng giá khá hợp lý. Nếu mà Bitcoin có những cái sự điều chỉnh trong thời gian sắp tới, uh, mình cho rằng cái vùng giá từ 26 đến 30.000 các bạn mua là rất là ổn rồi ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là các bạn lỡ mất giá 15 hay là 20 dưới 20 thì các bạn không thể đòi hỏi thị trường quay trở lại cái vùng giá này một lần nữa vì mình cho rằng là nó tỷ lệ xảy ra nó khá là thấp và chúng ta nên có những kế hoạch cho cái việc mà nó không xảy ra. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. À, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok chúng ta sẽ đến với một vài những cái thông tin liên quan đến crypto thì hiện tại có vẻ như là LDC họ cũng đang có những cái động thái tương đối là tích cực dành cho thị trường crypto. Khi mà theo cái nguồn tin thân cận được chia sẻ bởi Coitegraph thì Hasdex đã tổ chức một cái cuộc họp với LDC và có cái mong muốn là tháo gỡ những cái mối lo của các cơ quan quản lý về cái hồ sơ xin mở ETF uh, Spot Bitcoin của họ. Cụ thể thì trong cái cuộc họp diễn ra vào ngày 13 tháng 10 thì giữa 6 quan chức SEC và đại diện của Hashdex. Tại đây thì Hashdex họ đã làm rõ cái cơ chế hoạt động của sản phẩm. Uh, ETF Bitcoin Spot của Hashdex được niêm yết trên sàn giao dịch phái sinh Chicago, uh, trực thuộc quyền quản lý của Ủy ban giao dịch tài sản kỳ hạn và đề xuất ETF của Hashdex khác với các cái hồ sơ còn lại ở chỗ là không có những cái thỏa thuận chia sẻ giám sát với Coinbase hay là cách khác là chọn uh, sàn làm cái đơn vị lưu ký và thay vào đó thì Hasdex họ đề xuất mua Bitcoin spot từ sàn giao dịch CME với cái số lượng Bitcoin cũng sẽ được lưu trữ tại đây à, còn nếu như các bạn chưa biết ấy, thì Hasdex là cái đối tác độc quyền của sàn giao dịch chứng khoán uh, Hoa Kỳ Nasdaq và uh, đồng phát triển sản phẩm cho uh, chỉ chỉ số tiền mã hóa Nasdaq NCI uh, dùng để mà đo lường cái hiệu suất một phần của thị trường crypto cung cấp những cái điểm chuẩn cho các nhà đầu tư có tổ chức. À, nhà quản lý quỹ đến từ Brazil này hiện tại đang quản lý khoảng 380 triệu đô la tài sản và với 14 sản phẩm ETP trên 7 quốc gia. Và với cái nhận định của mình ý thì việc SDC họ bắt đầu quan tâm đến ETF Bitcoin Spot của những cái tổ chức lớn, à, mình cho rằng là cái khả năng thông qua trong tương lai nó càng ngày càng rõ nét hơn. Bản thân mình thì mình không muốn nói là 100%, nhưng mà bản thân mình tin là Kiểu gì thì SEC cũng sẽ thông qua thôi, quan trọng là vấn đề là thời gian và thời điểm. Ok thì đó là những cái xu hướng liên quan đến Bitcoin trong thời gian trung uh, hạn và dài hạn. À, bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho mọi người cái plan giao dịch của mình trong uh, thời gian ngắn hạn để anh em có thể cập nhật. Thì trong ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 thì mình đã có những cái nhận định uh, về Bitcoin trên khung uh, ngắn hạn ở trên cái nhóm Telegram miễn phí. Uh, các bạn thấy là Bitcoin đã sideways ở trong cái vùng tam giác, đúng không ạ? Và mặc dù là cái xuống vẫn tăng uh, và yếu dần nhưng mà Bitcoin vẫn tạo ra được những cái đỉnh sau Cao hơn những cái đỉnh trước đồng thời là nằm trên những cái đường EMA Do đó thì mình sẽ canh bay quanh cái vùng 34.200 và 34.300 uh, Do đây là cái vùng demand uh, hợp lưu với EMA 34 và EMA 89 trên khung M15 Đấy mà chúng ta xét theo phân tích thuật Và đồng thời thì cũng là hợp lưu với cái cạnh dưới của tam giác luôn Và ngoài ra thì mình cũng đã báo cho anh em trên nhóm Đó là vùng buy tiềm năng tiếp theo sẽ là vùng tầm 33.300 cho đến 33.500 khi đây là cái vùng hỗ trợ cứng và giá nó liên tục rút dâu khi gặp cái vùng này và một cái vùng bay cuối cùng nếu mà hai cái vùng trên mà không giữ được giá thì khả năng chúng ta sẽ có cái lệnh bay limit ở vùng giá là 32 000 năm và 33 000 đô thì cho mình mình cho rằng là khá là ok do là cái tình hình giá của bitcoin cũng như là những an coi hiện tại đang di chuyển khá là lưng chừng ở thời điểm hiện tại thế nên là trong ngày hôm qua thì nhóm ăn tương đối là nhiều những cái lệnh ăn coi khi mà tận dụng được những cái sóng của bit ở trong ngày hôm nay thì thị trường đang chậm lại thì mình cũng đang quan sát thêm để mà cho mọi người được những cái điểm entry gọi là tốt nhất. Thì trong một hai ngày tới nếu mà có những entry đẹp thì mình sẽ báo và cập nhật chi tiết với anh em ở trên nhóm uh, Telegram anh em nào mà muốn tham gia có thể uh, tham gia bằng cái đường link bên dưới phần mô tả của video. chưa Ok thì đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là video sẽ đem đến cho mọi người những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy hay hãy đừng quên like, share, comment cho mình biết. Cũng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào.